Bộ váy mà anh đã thiết kế đã có chưa? Em gửi anh ạ. Đẹp. Cô ấy mà mặc lên chắc chắn sẽ trông như lưỡi thần. Cảm ơn em nhé. Dạ, em chào anh ạ. Chồng cậu ấy đối xử tốt với cậu ấy như thế, lẽ ra mày phải vui mới đúng chứ. Chồng cậu ấy tặng váy rồi, mình không thể mua chung được, phải mua cái khác thôi. Chính ra bà tốt số thật đấy. Sao tự nhiên lại nói vậy? Thì sắp tới sinh nhật của bà, tôi định mua quà tặng cho bà, thì bắt gặp chồng bà ở đấy, lại còn đặt hàng thiết kế riêng nữa chứ. Vợ chồng với nhau mà, phải nhớ sinh nhật chứ. Anh ấy không tốt với tôi thì tốt với ai? Nhưng mà anh Hùng mua quà gì cho tôi đấy? Thôi, nhỡ Hùng muốn tạo bất ngờ cho bà thì sao? Cứ để đến hôm sinh nhật, nhận quà rồi mở quà ra, niềm vui mới trọn vẹn chứ. Này, còn đâu? Ông định tặng gì cho tôi đấy? Cũng bí mật luôn. Mà tôi phải đổi quà để tránh trùng quà với cả chồng bà đấy. Tóm lại là tôi không nói đâu. Nói trước đi. Hai bí mật cùng một lúc, tôi tò mò. Nói trước một cái cũng được mà. Không, tóm lại vẫn là không. Bà cứ đợi đến sinh nhật rồi sẽ rõ. Không nói à? Nói cậu. Này, lớn rồi, không phải trẻ con đâu nhá. Không biết nói. Nói nhé. Em chào chủ tịch ạ. Này. Dạ. Không, không có chuyện gì cả. Chiếc váy này đẹp quá, tôi muốn hỏi một chút. Chiếc váy này là bạn trai em tặng đấy ạ. Thế à? Cô cho tôi xin địa chỉ được không? Tôi muốn mua tặng bạn gái. Dạ. Dạ. Chiếc váy này không có bán đâu, là hàng thiết kế đấy ạ. Mà kể cả có mua được thì cũng không hoàn toàn giống đâu chủ tịch ạ. Tôi đã từng nhìn thấy chiếc váy này ở đâu đó rồi, mà không thể nhớ nổi ở đâu. Hay là cô cứ đặt cho tôi đi, gần giống thôi cũng được. Vậy khi nào về em sẽ hỏi bạn trai lại sau. Đây là chiếc váy mà bạn trai em tặng kỷ niệm 3 tháng yêu nhau đấy ạ. Công nhận là người yêu cô tâm lý thật, lại còn tỉ mỉ nữa. Tôi đoán ngoài món quà này ra, người yêu của cô còn chuẩn bị rất nhiều món quà bất ngờ khác đúng không? Chủ tịch đoán chuẩn ghê. Chiều nay em còn xin nghỉ để đi chơi thâu đêm với bạn trai cơ. Bạn trai em hứa là hôm nay sẽ có một bất ngờ lớn cho em nữa. Chúc mừng cô nhé. Tôi nghe nói những cô gái khi gặp đúng tình yêu của mình sẽ càng ngày càng rạng rỡ và xinh đẹp ra. Trông cô mặc bộ này đẹp lắm. Dạ, em cảm ơn chủ tịch ạ. À mà người yêu của cô tên gì thế? Cho tôi biết quý danh được không? Biết đâu lại là chỗ người quen của tôi thì sao? Bạn trai em chắc là chủ tịch không biết đâu ạ. Thôi em đi làm đây, em xin phép ạ. Alo. Này, chiều nay bà tổ chức sinh nhật đúng không? Đúng rồi, ông phải nhớ nhá. Tôi mời mỗi một người bạn là ông thôi đấy. 2 giờ chiều nhá. Đương nhiên rồi, làm sao mà có thể thiếu tôi được chứ. Thế nhá. Mong là mọi chuyện sẽ không như mình nghĩ. Sao thế? Sao sinh nhật mà mặt mày bí xị thế kia? Tối rồi à? Ngủ đi. Chúc mừng sinh nhật bà nhá. Sao thế? Công chúa của tôi nhận được quà mà mặt mày vẫn không vui thế này. Có chuyện gì à? Anh Hùng lại đi công tác rồi. Rõ ràng là tôi đã hẹn hôm nay là sinh nhật của tôi.
Thế mà trưa nay anh ấy gọi điện bảo là đi công tác đột xuất, chẳng biết là chuyện gì mà quan trọng gì. Hùng có nói là đi công tác ở đâu không? Anh ấy bảo là đi công tác ở Ninh Bình, tận mai mới về, rồi bố sinh nhật muộn sau. Nhưng mà tôi thấy anh ấy không để tâm tới tôi thì đúng hơn. Chứ nếu quan tâm thì đã gửi quà sớm hoặc là chúc mừng sinh nhật rồi. Đây tôi không nói chắc cũng quên luôn ấy. Đấy, bà thấy không? Lẽ ra bà phải đợi tôi đi du học về, tôi kiểm tra chồng bà rồi bà mới cưới chứ. Ai bảo ông đi mấy năm trời, một tin cũng không nhắn. Nhung này, tôi không biết là có nên nói với bà không, nhưng mà Hùng không đi công tác đâu. Sao ông biết? Vì tôi cho người theo dõi. Sao ông lại làm vậy? Hay là anh Hùng, anh ấy làm gì phạm pháp, biết bị theo dõi nên là bỏ trốn? Không phải như thế đâu. Tôi nghi là chồng bà ngoại tình nên tôi mới thuê người theo dõi. Theo như lời thám tử của tôi thuê thì Hùng đang ở một quán cà phê cùng một cô gái khác. Họ đang rất thân mật. Ý ông là chồng tôi đang ngoại tình á? Có nhìn nhầm không vậy? Tôi biết chuyện này có vẻ hơi khó tin, vì dù sao tôi cũng là người ngoài. Nhưng mà tôi với bà cứ thử đi kiểm tra đi, có phải sự thật hay không mình biết ngay. Được, tôi sẽ đi với ông. Còn đứng đấy làm gì nữa? Lấy điện thoại ra, quay lại bằng chứng giúp tôi đi. Ông phát hiện anh ấy ngoại tình từ bao giờ đấy? Thì cũng chính vì chiếc váy kia kìa. Hôm tôi đi mua quà tặng bà thì gặp Hùng. Tôi tưởng Hùng mua quà tặng sinh nhật cho bà nên tôi mới để ý. Ai ngờ hôm sau thấy cô ta mặc chiếc váy đó, tôi mới sinh nghi. Thì ra là có người mới. Bảo sao thời gian gần đây anh ta luôn viện cớ công việc để lạnh nhạt với tôi. Anh vừa tới nơi rồi, nhưng anh đang bận bàn việc với đối tác, tối anh về anh gọi cho em nhá. Được, nhưng mà anh có nhớ là hôm nay là sinh nhật em không? À, anh quên mất, anh bận đi công tác. Khi nào đi công tác về, anh sẽ mua quà để bù cho em sau nhá. Thế nhá, anh tắt máy đây. Hẳn là đi với đối tác cơ đấy. Thì đúng mà, em bây giờ là mối đầu tư trọng điểm của anh. Thế với vợ anh thì gọi là gì? Thì là mã cổ phiếu rớt giá, hoặc là đất bỏ quy hoạch. Anh này đúng là kéo ví von. Uống nước xong rồi, chúng ta đi mua sắm rồi về khách sạn nhé. Thôi được, vì hôm nay anh ngoan nên muốn gì em cũng chiều. Có thật là muốn gì em cũng chiều không? Vậy thì hôm nay chúng ta thử mấy cái mới mẻ nhé. Bây giờ giữa tôi và anh ta chỉ còn lại những lời dối trá này thôi. Mới cưới nhau chưa đầy một năm. Được rồi, hôm nay tôi và ông sẽ đi theo anh ta để xem anh ta làm những gì với đối tác. Bà có ổn không thế? Tôi nghĩ mãi và cũng ngẫm ra rồi.
Hùng tiếp cận tôi, cưới tôi là vì muốn nhà tôi đầu tư vào dự án của Hùng. Vậy bà định thế nào? Tôi sẽ nói chuyện này với bố mẹ, để bố mẹ rút vốn khỏi dự án của hắn. Sau đó tôi sẽ ly hôn. Tôi muốn hắn phải hối hận vì đã cắm cho tôi một cặp sừng. Thế bà còn yêu Hùng không? Tôi cũng không rõ nữa. Có lẽ là từng rung động. Gia đình Hùng và gia đình tôi cũng quen biết từ lâu. Khi bố mẹ hai bên hợp tác và nói rằng hai đứa tôi môn đăng hộ đối, và lúc ấy Hùng cũng đối xử rất tốt với tôi. Tôi nghĩ là hai đứa lấy nhau, cuộc sống chắc là sẽ ổn. Ai ngờ chỉ là một cú lừa. Nhưng mà thôi, không sao cả. Vì tôi nghĩ khi biết chuyện này, người buồn nhất là bố mẹ tôi ấy. Giờ này mà bà vẫn còn lạc quan được à? Có gì đâu mà không lạc quan. Chỉ là một gã đàn ông tồi, biết sớm, bỏ sớm. Chị đây á, lại trở thành một cô gái độc thân, xinh đẹp và giàu có, vạn người mê. Chả tốt à? Phải thế chứ, thế mới là bạn của tôi. À, nhưng mà ông phải giúp tôi một việc. Việc gì đấy? Tôi muốn đưa vụ ngoại tình của Hùng cho toàn mạng xã hội biết. Mua tất cả các bài viết trên các hội nhóm lớn. Tôi muốn ngày mai mọi chuyện phải bung bét hết ra. Bà yên tâm, việc này cứ để tôi lo cho. Đội truyền thông của tập đoàn tôi rất giỏi về chuyện này. Ok. Về thôi. Tại sao bố mẹ em lại rút sạch một vốn tại công ty, dừng mọi hợp tác như thế? Em có biết gia đình em làm như thế khiến công ty nhà anh thiệt hại biết bao nhiêu không? Tiền của bố mẹ làm sao mà em quản được? Anh gọi điện hỏi bố mẹ rồi, nhưng bố mẹ bảo là hỏi em, xong rồi tắt máy luôn. Em quên mất, anh sắp không còn là con rể của họ nữa. Họ không muốn nói chuyện với anh cũng đúng thôi. Là sao? Em đang đùa cái gì đấy? Em đùa đâu, em nói thật mà. Thôi, em bỏ ngay cái kiểu đùa đấy đi. Em đừng nói với anh là chỉ vì anh quên mỗi sinh nhật của em mà em dở cái thói tiểu thư ra đây nhá. Anh đã bảo là anh về anh bù rồi còn gì. Em phải phân biệt được công tư chứ. Lớn rồi mà hở ra là dỗi. Đúng là cái tính khí của em chẳng ai chịu nổi cả. Đêm qua chắc là anh có một đêm nồng nhiệt quá. Nhưng anh chưa mở điện thoại ra xem tin tức đúng không? Em nói gì vậy? Đêm nồng nhiệt nào? Xem cái gì cơ? Ai? Ai đã đăng mấy thứ vu khống anh? Cái bọn nhà báo loa cải, nó chỉ dình lúc anh sơ hở rồi chụp những khoảnh khắc gây hiểu lầm thôi. Vậy anh giải thích cho tôi chuyện anh bà đi công tác ở Ninh Bình, nhưng thực ra anh lại đang ở bên cạnh một cô gái khác. Anh đi với đối tác nữ, sợ em hiểu lầm cho nên anh mới nói dối. Nhưng mà bọn anh không có gì đâu. Em mau giải thích với bố mẹ, để bố mẹ ngưng việc giúp vốn lại đi. À, nếu như em và bố mẹ không tin, anh có thể mời đối tác nữ đây đến tận nhà rồi giải thích tường tận cho mọi người hiểu. Này, anh có thắc mắc là ai tung tin không? Chính là tôi đấy. Ngay cái lúc mà tôi gọi điện cho anh hỏi rằng anh công tác ở đâu, thì tôi đã có mặt tại địa điểm mà anh và cô bồ của anh đang thân mật rồi. Từ uống, ăn, mua sắm hết bao nhiêu ở trung tâm thương mại, đi khách sạn nào, ở phòng bao nhiêu, tôi đều biết cả. Anh chót dại, anh biết anh sai rồi. Anh Hùng, sao cô lại xuất hiện ở đây? Anh ơi, em bị đuổi việc, chúng ta bị lộ rồi. Hóa ra chủ tịch công ty em lại là bạn thân của vợ anh. Em bị sa thải vì tác phong không đúng đắn, gây ảnh hưởng tới hình ảnh của công ty đấy. Cô bị đuổi việc thì liên quan gì đến tôi? Cô không hiểu vấn đề à? Cô chỉ là bồ nhí thôi, hiểu chưa? Cô đến đây là cô định hại chết tôi đấy à? Là tôi dẫn cô ta đến đây đấy, cũng chỉ vì cái thói thích khoe khoang phô trương của cô bồ anh mà tôi đã phát hiện ra anh ngoại tình chỉ qua một chiếc váy. Vợ, tha thứ cho anh. Anh hứa là anh chỉ sai một lần này thôi. Xin em đây. Đừng gọi tôi là vợ, tôi dị ứng lắm.
đơn ly hôn đấy. Anh ký đi. Chắc là anh hiểu rõ với tiềm lực của gia đình tôi và bạn thân của tôi, chủ tịch tập đoàn ABA, thì lùm xùm của anh còn kéo dài và sẽ ảnh hưởng rất lớn đến công ty của anh. Nếu như anh chịu ký, tôi sẽ nể mặt gia đình anh, đứng ra giải thích cho anh. Chỉ là trai chưa vợ, gái chưa chồng, chúng ta đã ly hôn từ lâu. Phải đi tới nước này sao? Nếu như anh không ký thì mỗi ngày sẽ có thêm một vài phiền phức đến với anh. Ký nhanh thì hết mệt nhanh. Được, anh ký. Này, lầm lỡ một lần thôi nhá. Lần sau trước khi lấy chồng phải để tôi test nhân phẩm rồi mới được lấy, biết chưa? Cảm ơn ông. Cố gắng lên nhá. Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi. Tôi sẽ luôn ở bên cạnh bà. Anh về rồi. Hôm nay tiệc ở công ty, anh có phải uống nhiều không? Đúng là chỉ có em thương anh nhất. Vì sợ bố mẹ em coi thường anh mà em đã nhường lại ghế chủ tịch, chấp nhận về làm nội trợ như này. Em phải cảm ơn anh ấy. Vì nhờ có anh mà giờ em có nhiều thời gian dành cho gia đình và cho bản thân mình hơn. Sống chậm lại, em nhận ra được nhiều điều mà trước kia em không hề để ý đến. Em đã vất vả nhiều rồi. Anh cũng vậy mà. Suốt một năm qua, anh đã cố gắng để công ty phát triển như thế nào, bố mẹ em đã nhìn thấy và ghi nhận. Mấy ngày nghỉ Tết này, anh dành thời gian nghỉ ngơi đi nhá. Cảm ơn vợ nhiều lắm. Mà thôi, anh lên tắm rửa thay đồ đi, lát em có cho đồ vào giặt luôn. Toàn mùi nước hoa của phụ nữ là sao? Anh ơi, chuyện có con của chúng mình mấy hôm nay lịch báo là cơ hội thụ thai cao đấy. Này anh mệt lắm, anh đi uống rượu với mọi người trong công ty cả ngày rồi, em cũng thấy đấy. Thì em biết là như vậy, nên lúc sáng em có dặn anh là uống ít thôi mà. Ngày trước em đã chỉ quan tâm đến công việc, bây giờ anh cũng vậy. Chuyện có con của mình định đến bao giờ nữa? Gần đây anh có dự án lớn với bên PJ, để qua dự án thì tính. Hết dự án này thì lại đến dự án khác. Em nghe câu để anh tính không biết bao nhiêu lần rồi đấy. Em cũng biết, ngay từ đầu bố mẹ đã không chấp nhận anh, nên anh muốn phấn đấu để bố mẹ thấy sự lựa chọn của em là đúng. Mọi chuyện anh sẽ thu xếp rồi nhanh tính chuyện con cái với em. Thôi đi ngủ đi, muộn rồi. Gần đây anh ấy tự nhiên lạnh nhạt hẳn với mình. Dạo này mày ở thật đấy à? Một năm nay mất tích luôn, không tiệc tùng, không du lịch với ai. Mày có đang ổn thật không đấy? Tao ổn, tao đang sống chậm lại thôi. Chậm thôi chứ đừng dừng lại nhá. Không là mọi người quên mất mặt của phu nhân chủ tịch ABA đấy. Giờ ai cũng tưởng con bé thư ký mà hay đi chung với chồng mày ấy là vợ của ông ấy đấy. Con bé thư ký nào? Thư ký của anh ấy là con trai cơ mà. Sống chậm của mày là không biết chồng thay thư ký lúc nào ấy à? Coi mặt nó đi, mọi người đang bàn ra nói vào đấy. Tao thấy có mùi trà xanh nên phải nhắn hỏi mày ngay đấy. Xem sao đi nhá,
con bé nhà tao đang khóc, tao chạy ra xem nó đây. Ok. Đây là lần đầu tiên tôi và cô gặp nhau, nhưng chắc cô biết tôi là ai chứ? Đương nhiên là em biết chị rồi ạ. Nhưng mà chị ở ngoài đời với trong ảnh khác nhau quá, suýt nữa thì em không nhận ra. Không biết là chị dùng app gì mà đẹp thế ạ? Trông chị ở trong ảnh trẻ hơn ngoài đời nhiều lắm. Cô nghĩ cô sẽ trẻ mãi như này à? 5-10 năm nữa thôi, cô không già đi ư? Trước khi muốn mỉa mai người khác điều gì ấy, thì hãy nghĩ đến mình sau này đi. Chị không cần phải lo cho tôi đâu, cứ lo cho bản thân mình trước thì hơn. Đến khi mà tôi bằng tuổi chị bây giờ, có khi chị đã nhăn nhúm đi nhiều rồi đấy. Đó là cách bố mẹ cô dạy cô khi đối đáp với một người hơn tuổi như vậy đấy à? Tôi mong họ không dạy cô trở thành con giáp thứ 13. Với cái tính cách bố láo không biết đúng sai này của cô ấy, thì dễ trở thành kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác lắm. Chị, tôi nghĩ cô đủ thông minh để hiểu tại sao hôm nay tôi đến đây. Những người có dã tâm như cô ấy trên phim có nhiều lắm. Xem phim mà tham khảo nhá. Nam đi đâu rồi nhở? Cái gì thế này? Hôm nay lại còn tạo bất ngờ cho mình nữa cơ. Đã vậy á, anh đẹp không? Sao em lại mặc cái váy đó? Thì chẳng phải anh tặng cho em để ngày mai đi tiệc còn gì nữa. Mà sao anh lại biểu cảm như thế? Ngày mai anh đi ăn với bên DJ, chủ tịch bên đó có yêu cầu anh dẫn vợ đi cùng. Cái váy đó anh mua cho Ngọc Anh đấy. Em đừng có giận dỗi nữa, phải biết nhìn hoàn cảnh chứ. Trên danh nghĩa Ngọc Anh vẫn là vợ của anh, có những việc em không thể thay thế được. Thế anh định để em như thế này mãi đến bao giờ? Anh có biết là sau lưng em mọi người nói xấu em như thế nào không hả? Mọi người bảo em là trà xanh, là con giáp thứ 13 đi phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác đấy. Hôm nay em làm sao thế? Anh đã quá sợ chết với công việc rồi, giờ lại đến chuyện của em nữa. Ngay từ khi bắt đầu mối quan hệ này, anh đã nhắc nhở em sẽ phải chịu đựng những chuyện như thế này mà. Em nên nhớ, anh cho em được những gì thì đều có thể lấy lại. Mau đi thay đồ đi, anh phải về bây giờ. Ngày mai bên PJ hẹn vợ chồng mình đi ăn, anh mua cho em chiếc váy, em mặc thử để xem vừa không? Vâng. Anh lên phòng đây. Alo. Chắc là chị nhận được chiếc váy rồi nhở? Thật ra thì bữa tiệc ngày mai anh Nam muốn tôi đi cùng, thế nhưng mà tôi lại bận không đi được, nên là mới đến lượt chị đấy. Này, hình như những gì tôi cảnh cáo cô như nước đổ lá khoai hết rồi nhở? Những gì chị nói
thì đấy là việc của chị. Còn tôi có muốn tiếp nhận hay không thì đó lại là việc của tôi. Chị thử váy đi. Chiếc váy đó anh Nam đặt theo kích cỡ của tôi. Không biết chị có vừa không nhở? Váy anh mua cho em đâu? Em mặc không vừa hả? Cái đấy em không mặc vừa. Anh đem cho ai mặc vừa thì cho. Chủ tịch Hoàng, mời anh ngồi ạ. Chào anh ạ. Dạo này em ở ẩn, nhìn có da có thịt phết đấy nhỉ? Dạ vâng. Công việc thời gian này em giao hết cho chồng em, nên em chỉ ở nhà, quanh ra quẩn vào chỉ ăn với ngủ, không béo lên sao được anh. Nhưng mà như thế này xinh hơn. Ngày trước em cứ cắm đầu vào công việc ấy, người nó gầy dơ ra. Thế em có tính quay trở lại công việc không? Mấy anh em trong giới làm ăn ấy, nhắc em mãi. Hiện tại thì em không anh ạ. Anh ra ngoài có chút việc nhé. Nếu anh biết cuộc gặp này của em là để hàn huyên tâm sự với chủ tịch bên PJ, có lẽ anh không nên đi thì hơn. Anh nói vậy là sao? Anh biết là em và rất nhiều người có máu mặt trong giới làm ăn đều quen biết nhau. Nhưng em đừng để chồng em đi cùng mà cảm thấy thừa thãi như thế có được không? Chẳng ai nghĩ như vậy cả. Em và anh Hoàn lâu ngày mới gặp lại, anh em hỏi han nhau vài câu thôi. Sao anh lại biến câu chuyện thành một hướng tiêu cực như vậy chứ? Nghe em nói cứ như kiểu anh là cái thằng hèn mọn chuyên đi chấp vặt phụ nữ ấy nhỉ? Em nghĩ chúng ta nên dừng lại chuyện này ở đây đi. Câu chuyện ban đầu nó không có gì cả. Anh nói qua, em nói lại. Bây giờ chuyện đi hơi xa rồi đấy. Ngọc Anh. Ô, Cường, cậu về nước khi nào vậy? Tớ mới về hôm qua. Mà cậu sao vậy? Tớ gọi mấy câu mà cậu không phản ứng gì. Cậu đang nghĩ gì à? À, cũng không có chuyện gì đâu. Nói tớ nghe đi. Ai bắt nạt cậu à? Thằng Nam nó như vậy, tớ cũng không quá bất ngờ. Chỉ bất ngờ là ngày ấy cậu là hoa khôi của lớp, lại là thủ khoa của trường, mà lại đi chọn yêu cái thằng có đời tư rắc rối nhất lớp như nó. Ngày ấy tớ đúng là bị điên em mới tin những lời mật ngọt của anh ta mà. Nếu biết trước cậu có ngày hôm nay thì tớ đã cương quyết không cho cậu đến với thằng Nam rồi. Giờ cậu tính sao? Chuyện này tớ cũng đã tính từ lâu rồi, nhưng mà tớ vẫn luôn cố gắng để vớt vát cuộc hôn nhân này. Nhưng mà bây giờ không được nữa rồi, tớ sẽ quyết định ly hôn. Anh ạ, Cường... Sao? Ngạc nhiên lắm à? Ngồi đi rồi nói chuyện. Anh có nghe qua chuyện của em rồi. Chứ anh có học luật, nên là anh sẽ giúp em được ít nhiều đấy. Cậu đừng ngại. Anh Hoàn là anh trai của tớ, nên tớ mới nhờ anh ấy giúp cậu. Không thấy bọn anh giống nhau à? Những ngày đầu, anh đến công ty em đề nghị hợp tác ấy, đều là do Cường yêu cầu anh giúp đỡ em ấy. Thảo nào, hồi đó em cứ thắc mắc mãi tại sao tập đoàn lớn như PJ lại chịu hợp tác với một công ty nhỏ như công ty em. Hóa ra là có quý nhân phù trợ. Thì thằng em trai của anh, nó thấy người nó thương gặp khó khăn, thế nên là dù ở tít đến phương xa, nó vẫn gọi về cho anh, nói là phải giúp đỡ em đấy. Ê, này, anh đang nói chuyện đi đâu đấy? Mình quay về chuyện chính đi anh. Em đã tìm hiểu và phát hiện ra chồng em lén dùng tài sản chung để mua rất nhiều bất động sản đứng tên bố mẹ của anh ta.
Bây giờ mà em đề nghị ly hôn, chắc chắn em sẽ mất tất cả số bất động sản đấy anh ạ. Vậy là Nam đã có tính toán từ lâu về chuyện này rồi à? Tớ cũng đã từng nghi, nhưng mà không ngờ anh ta lại dám làm đến mức này. Thế em có nắm được gì bất lợi của tên đó không? Bố mẹ em từng không tin anh ta, nên trước khi bọn em cưới, bố mẹ em đã bắt ký một hợp đồng là nếu anh ta ngoại tình thì sau khi ly hôn, anh ta sẽ phải ra đi tay trắng. Như thế là bây giờ chúng ta chỉ cần tìm được bằng chứng ngoại tình của anh ta là được. Vậy cũng hay, chúng ta sẽ tương kế tự kế từ chuyện này. Ngọc Anh, ở trong công ty hay là bên ngoài, cậu có biết Nam có mối quan hệ ngoài luồng nào đó với ai không? Có, con bé Ngọc, thư ký của anh ta, mà tớ cũng điều tra ra được là nó đang nợ rất nhiều thẻ tín dụng. Em có cách này. Chị hẹn tôi ra đây có chuyện gì? Tôi chỉ muốn giúp cô thôi. Giúp tôi? Tôi được biết cô đang nợ một số tiền rất lớn. Tôi có thể giúp cô trả số nợ đó và cho cô thêm một ít nữa để sinh hoạt. Tại sao hai người lại biết tôi nợ? Mà tôi nợ thì có làm sao? Sẽ có người giúp tôi trả mà. Người cô nhắc đến là chồng tôi đấy à? Cô đang mơ hay là không hiểu tính chồng tôi thế? Cô nghĩ anh ta sẽ bỏ ra cả tỷ để trả nợ cho cô à? Không có đâu. Tôi anh ta còn bỏ được thì cô có là gì chứ? Hiện tại cô chỉ là thú vui nhất thời của anh ấy thôi. Vậy tại sao cô lại giúp tôi? Không ai cho không ai cái gì cả. Tôi cần cô giúp tôi một việc. Đây là số tiền ứng trước. Sau khi xong việc, số nợ còn lại của cô, chúng tôi sẽ giúp cô trả nốt. Cô cần tôi làm gì? Đang bao việc mà em cứ giục anh qua. Thế rốt cuộc có chuyện gì? Thì em lo cho sức khỏe của anh thôi. Mấy ngày hôm nay anh cứ làm việc thông ngày thông đêm, chẳng có chịu ăn uống gì cả. Em sợ anh bị ốm ra đấy. Được rồi, nay anh bỏ tăng ca để ăn tối với em đấy. Thế anh ngủ luôn ở đây với em nhá. À nhưng mà không được nhở, còn vợ của anh ở nhà nữa mà. Anh ngủ lại với em. Về nhà cô ta lại nhắc đến chuyện con cái với anh. Anh mệt lắm. Giờ anh chỉ đợi thời cơ cho cô ta biến khỏi cuộc đời thôi. Thế anh định ly hôn với chị Ngọc Anh thật đấy à? Nếu mà làm như thế thì tài sản anh được chia có là bao đâu? Em nghĩ anh sẽ ra đi tay trắng à? Mọi thứ anh đã chuẩn bị đâu vào đấy rồi. Vậy đến khi đó anh không được bỏ rơi em đâu đấy nhá. Thôi bây giờ em đi sắp cơm, hai chúng mình ăn. Cô và Ngọc, hai người cấu kết với nhau. Đã đến lúc anh phải trả giá rồi. Nhân quả giờ đến nhanh lắm. Anh đừng làm nhiều chuyện xấu nữa. Tốt nhất là trả lại hết tài sản cho tôi đi. Không thì đến lúc anh hối hận không kịp đâu. Này, cô đang dọa tôi đây à? Anh nghĩ tôi sẽ chỉ dọa anh thôi sao? Em có thể nể tình nghĩa vợ chồng bao năm mà nương tay với anh được không? Anh hỏi tôi có thể nương tay với anh không? Tại sao anh không tự nhìn lại bản thân là anh đã làm những gì với tôi chứ? Anh, tại sao cô lại dám bắt tay cô ta để gài tôi? Thật ra sau chuyện này em muốn anh chấm dứt với chị ta. Tuy là bây giờ anh không còn là chủ tịch nữa, nhưng mà em vẫn luôn bên anh mà. Cô bị điên à? Thân tôi lo không xong lại còn phải đèo bòng thêm cô nữa. Dẹp ba cái mộng tưởng ngôn tình đi. Anh Nam, c-
cậu đừng buồn nữa. Phải vui lên vì đã thoát khỏi một kẻ không ra gì chứ. Tết đến, gia đình nhà người ta sum vầy, còn nhà mình thì lại tan nát. Nếu thời gian có thể quay trở lại lúc mình còn học đại học, anh sẽ theo đuổi em đến cùng, chứ không chọn cách hèn nhát đi du học để quên em. Mọi chuyện ổn cả rồi, em đừng nghĩ nhiều nữa. Tết này anh ở bên cạnh em nhé. Chuyện này em cứ từ từ suy nghĩ, khi nào trả lời anh cũng được. Vì anh muốn em tìm lại được mùa xuân của đời mình.